Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót A Nan và hàng hữu học trong chúng hội, lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, tạo cái nhân xuất thế để làm đạo nhãn cho đời sau. Giảng giải. Lúc bấy giờ là khi A Nan cầu thỉnh Đức Phật ban cho lời khai thị tối thượng. Đức Thế Tôn thương xót A Nan và hàng hữu học trong chúng hội. Hàng hữu học là chỉ cho ba quả vị đầu tiên trong thánh quả A La Hán: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai. Đời vị lai là chỉ cho chúng ta ngày nay. Chúng ta là những chúng sinh trong đời vị lai. Tạo cái nhân xuất thế gian, đây là một nguyên nhân đặc biệt. Thế gian là chỉ cho hàng phàm phu. Những vị đã xuất thế là hàng thanh văn, các vị A-la-hán, các vị độc giác, các vị Bồ-Tát và chư Phật. Vì giúp cho chúng sinh siêu xuất thế gian và làm đạo nhãn cho đời sau, để các ngài là con mắt đạo cho tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Đức Phật đã làm những điều rất hy hữu. Kinh Văn. Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm phù đàn xoa đảnh đầu A Nan. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế giới đều rung động. Giảng giải. Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm phù đàn xoa đảnh đầu A Nan. Cánh tay của Đức Phật có sắc vàng của cây diêm phù đàn ở Nam Thiêm Bộ Châu. Trong Phật Pháp, việc dùng tay xoa đảnh đầu biểu tượng cho lòng từ và sự bảo hộ, che chở. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế giới đều rung động. Sáu loại chấn động của thế giới đã được giảng giải ở trước. Khi một người tu tập được giác ngộ và thành tựu Phật quả, liền có sáu loại chấn động xảy ra. Trong thời mạt Pháp, khi có người tu tập đạt quả vị thánh đạo, cũng xảy ra sáu loại chấn động. Có nhiều nguyên nhân khiến xảy ra sáu loại chấn động. Khi thiên ma và đồ chúng ngoại đạo muốn hãm hại ai, họ cũng có thể làm nên sự chấn động, nhưng không nhất thiết thuộc trong sáu loại chấn động này. Có vô số cách chấn động do thiên ma gây ra. Chẳng hạn, gần đây có trận địa chấn ở Philippines, nghe tin là khiến cho 400 người thiệt mạng. Tôi cho rằng đó là con số thống kê ước lượng. Tôi nghĩ rằng có ít nhất phải đến 500 hoặc 600 người bị chết. Tai họa ấy là một sự báo ứng của nghiệp lực chúng sinh, khiến thiên ma và ngoại đạo hủy hoại nhân gian này. Đó là điều xảy ra bất kỳ khi nào có thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra. Nhưng nếu có một vị cao tăng với đạo hạnh tinh nghiêm ở nơi thảm họa sắp xảy ra, chẳng hạn như ở Philippines, hoặc nếu có một vị Bồ Tát hay A-la-hán đã chứng quả đang ở nơi đó, thì thảm họa có thể tiêu tan. Khi một vị tu hành có giới đức tinh nghiêm, thậm chí họ có thể đi vào trong những nơi đang bị hiểm nạn, họ có thể xoay chuyển điều xấu ác thành cát tường, họ có thể biến khó khăn thành thuận lợi, họ có thể khiến cho hoàn cảnh nguy nan trôi qua một cách an ổn. Sáu loại chấn động là chấn, hống, kích, động, dõng và khởi. Ba dạng chấn động đầu là thuộc về âm thanh, ba loại sau thuộc về sự chuyển động. Động là sự rung động rất mạnh, dõng là bị đẩy mạnh lên trên như một cột sóng lớn vọt lên giữa biển, khởi là đột nhiên nổi lên như thang máy vậy. Khi động đất, có một âm thanh lớn vang ra. Một hôm, ở ngay San Francisco này, có một trận động đất xảy ra. Mọi cửa sổ đều bắt đầu rạn vỡ. Nguy hiểm, nguy hiểm, mọi người đều la lên. Tôi để ý có người quá sợ hãi đến nỗi chắp hai tay lại với nhau. Những người khác thấy vậy liền làm theo cô ta. Sự đổ sụp tạo nên âm thanh, nhưng khi có tiếng gầm lên,
chính trong lòng phát ra tiếng khóc giống như tiếng sống của sư tử. Kích là âm thanh vang ra khi lòng đất bị tách thành hai mảnh rồi va chạm vào nhau. Sáu loại chấn động biểu tượng cho điều gì? Tại sao trái đất rung động theo sáu loại đến mức như vậy, như được diễn tả trong kinh Thủ Lăng Nghiêm? Khi Đức Phật xoa đảnh đầu A Nan, đó là vì Đức Phật sắp diễn bày một giáo pháp rất quan trọng. Chư Phật trong mười phương đều tán thán ngài chỉ bằng một âm thanh. Đó là một trường hợp, cũng biểu tượng cho sự tự tại của sáu căn tháo gỡ được sáu nút. A Nan vừa hỏi ra cội nguồn của sáu nút thắt này và làm cách nào để mở được chúng. A Nan hỏi nên bắt đầu ở đâu và nút nào nên mở sau cùng. Đức Phật sắp giảng giải giáo lý này. Thế nên Đức Phật xoa đầu A Nan và đại địa xảy ra sáu điệu chấn động. Ha ha ha, 闻三摩地所。